Xin chào cả nhà, chào cả nhà yêu nhá. Mời cả nhà ăn cơm cùng với lại anh em nhà mình nhá. Nào, mời bác. Hôm nay lại hai anh em mình lại ngồi với nhau. Kẹn bằng móm nhà mình nhá. Wow, nắc anh nhá. Ôi nhắm đi bác. Mình đã chia sẻ bữa cơm cho mình. Đấy. Hôm nay bữa cơm này vợ mình xào súp lơ này. Đấy, nước chấm này mình pha nhé cả nhà nhé, mình pha nước mắm đấy, tự tay mình pha, chỉ có chanh và ớt mình chính là mình ăn, chứ còn nước mắm rõ ra mình không ăn, mình pha rất nhạt gì thoải mái. Đây là cái nem cuốn này để cái ăn, đây cắt bảo tôi cắt để luôn cái thì cầm ăn nó sướng, cơm khách khứa đâu cả nhà. Mình ăn uống nó có bụi bặm tự do hoang dã mới sướng cả nhà, ăn thì sao cái cảm thấy nó ngon miệng. Mời cả nhà nhé. Đấy, nước mọi ăn nó chấm rất vừa vặn, chua cay mặn. Mời cả nhà. Ngon. Uống đấy, keng, thằng gấu ra ngoài đấy, nhanh, mày ra ngoài không tí, tí toàn, tận mắt nào, đấy là súp lơ xào, đấy, bữa cơm dần dã nó chỉ vậy thôi cả nhà, hôm nay ăn thế này cũng là tươm tất lắm rồi đấy, lao động mệt nên lại bổ sung thêm tí chất vitamin C vậy, bắt cái miếng múc là sớm quá cả nhà, bây giờ anh em xong mới rửa tay là vào ngồi chiến đấu rồi, đang làm cái công trình ngoài sân này. Xong cái rửa tay và ăn luôn, thế thời gian nó muộn, có khách sáo và tắm rửa gì cả nhà, sạch sẽ làm cái gì ăn đây cả nhà. Vâng, bông mẹ thịt lợn luộc cả nhà, chấm với này thật ngon lắm, ẩm luôn. Ngon. Đấy. Nghe nghe của mình đặt đi lắm đấy. Nghe nghe. Ngon, mình ngon. Rồi. Đấy. Ba ngày mới đi nào xa rồi giải những bà bác xuống san cho mình cái sân cả nhà. Đây là cơm nếp sôi đỗ, cái này vừa mình mua ở chợ. Cái sôi đỗ là cả nhà ngoài chợ nó bán 10.000 đĩa này. Mua để ăn nó nặng nặng mồm đi. Đây là giò. Ăn đi bác. Bố quá mạnh mà ăn đấy. Xung lơ xào. Bữa cơm gia đình anh em ăn ngồi nữa. Mình chiên chia sẻ bữa cơm gia đình thêm. Của anh em nhà ai ăn uống cái gì là mình chia sẻ đấy chứ không phải. Bác móm nhà mình nhé. Mấy ai lại gọi thế, đang ăn lại gọi. Keng. Dậy thôi. Ây da. Ăn đi bác, ăn mạnh vào. Bốc vác mạnh vào. Nghe lên anh bác được bác mẹ, bác mẹ. Được rồi. Ngon không? Ngon. Ngon. Món ăn ngon. À, cầm cả cái này. Chấm, cầm cái này. Cầm, chấm vào đây. Đây bằng 10 ngày nhé. Con đi. Con 10 ngày. 10 ngày. Ăn đấy nó mới sướng. Ăn cái này nó nóng là vừa rán nó nóng. Nem rán.
Cái này mình pha nó rất nhạt, vừa mặn cả nhạt. Dìm vào đây, lấy xìa uống được. Rồi cay và mặn thôi. Mình chính. Nhiều bạn các bạn bây giờ ăn nước mắm, ý là mình thế này là ra ngoài quán ấy, ở mọi nơi thì không biết thế nào, nhưng ở mình người ta bán hàng ăn sáng này người ta pha sẵn, những cái pha sẵn của họ mình không khẩu vị. Đấy, như thế cho nên mình tốt nhất là ăn một canh cho nó này, cứ mang một canh dầm ớt mới lại xong. Còn nước mắm này là mình ăn tức tay mình pha đấy, đấy như thế nó khẩu vị mà. Ngon. Ngon. Nem rán ăn với rau sống này tuyệt vời ông mặt trời. Các nhà. Để bạn để tâm bạn này. Đấy. Và như cái tên ra nhà này nói thẳng là không có, không làm, bỏ lâu rồi, cái này bỏ tầm hai mấy 30 năm rồi không ăn tân gia nhà. Phong tục vùng miền nên ở quê mình cứ bỏ lâu cái đấy. Không kia nữa nhỉ. Ăn đi, ăn lên kia đấy, đi ăn đi đây rồi ngon. Quả xuống đời chiều này hai anh em mình lại xe nốt chỗ sân này nhá. Cán nốt cái sân. Hai anh em mình cán nốt xong rồi để cho thợ nó đắp bằng máy. Hôm nay anh em mình làm phần thô. Đúng. Giờ có biết cái máy có điện này, cái máy thì nó bắn. Không làm chén đâu, chiều nào. Ê, đâu ra này làm gì? Đấy. Khô múc lên chờ các em múc lên ăn rồi cả nhà, nhưng mà chờ anh em mình làm bây giờ mới xong để nâu nó khô mất mất canh miếng cả nhà. Cái chả nó chỉ cái gì anh đào cái gì đó lấy đâu nhé. Một cái thêm ăn miếng đấy cả nhà, cành miếng cho vào cái rau thơm đây, chấm vào đây, cả ớt vớt cả ớt nữa gì đây cả nhà. Đấy, ăn ngon lắm, mời cả nhà nhé. Gấu ra ngoài, tí cho ăn. Ăn đây. Ăn trái. Cốc đi để này, cái đi này. Nô ra để đứng ngủ đó. Bác mẹ nhón cho miếng
cho nó miếng, cho nó một miếng nem đây. Vậy anh nói rồi mình cho anh ăn gì đây? Ngon, 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 ngon. Thằng nô nhà mình năm nay là sang năm thứ ba này. Khôn cực kỳ luôn. Mình không phải gà ngợi, con nạ chó có huấn luyện thì nó khôn lắm. Nhà mình giống chó của mình nó khôn lắm. Mình chuyên kinh doanh cho chó cả. Không ai đến được nhà, đến phải gọi điện trước. Đang làm này phải xích nó lại, thợ thuyền không dám đi lại. Mang ra hàng xóm người xích nhờ đấy. Rốt nhờ, nó chơi chết ngay. Wow. Ăn giò này mà. Ăn giò. Cái gì là giò nhé. Thì nó mất. Có gì ăn nhé. Ngon. Cái đĩa này nó bằng nhựa cả nhà, nó bằng kiểu cái hộp nhựa, 10.000 một đĩa, 15.000 một đĩa xôi này. Đấy, sáng này ai ăn, nếu mà ăn được xôi cả nhà, cái này 15, có cả đĩa 20, nhưng đĩa là đĩa chắc đĩa 15.000, có 2.000 ngàn và nặng đĩa cái xôi gấc. Thời buổi bây giờ khói phải kiểu đổ đâu, dịch vụ. Nhón cho em nô đi. Đem nuôi miếng, em ngoan. Tới đi. Ngày gì anh, cho nó lại. Như miếng ngoan thì cái gì cũng có, nhà nô nhỉ. Thằng này tên nó là thằng nô cả nhà. Còn thằng đề ấy, là mình bán rồi. Thằng đề nó to hơn thằng này, nhưng mà thằng nó ngu lắm. Nên mình bán. Không nuôi, nuôi thằng này. Mà nó khôn lắm. Mình dân dưới chó, mình nhìn miếng. Cứ con ở nhà mình đẻ ra mà. Chó nó đẻ ra. Nuôi giống của nhà luôn. Cứ thử con là khôn mình để mình nuôi, nhà chỉ có chó rất nhiều. Đấy, vừa rồi mình đã bắt thêm một thằng gấu ở nhà cô em này, thằng bố này này, thằng gấu khôn lắm, nó giống bố khôn lắm. Đấy, nó vừa nói vừa nhắc là nó vào luôn đấy. Đấy, hai bố con nó ngồi khôn lắm. Mà cứ cho nó ăn chỗ này, bỏ hoang bỏ dại, cho nó ăn đầy đủ cả nhà. Trên 20 cân đằng gấu đen. Xưa mang quán cân uống bia mang đến cân 12 cân. Nha. Chúng gầy gơ dại. Mặn nào. Ngày nó đã tới đằng nữa nhá. Thế xe nó không thồ được à? À mà nó xe bị thủng nốt không tải được. À, xin kết thúc video đây nhé, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip đấy. Anh em mình ăn cũng xong hết cả một mâm mình. Nào động nằm ngay là ăn ngay hết, ăn nó ngon hẳn đấy. Còn mình xin kết thúc video, hẹn cả nhà clip sau nhé, chào cả nhà cái.
Đó. Đó. Chào cả nhà. Đó. Anh em nếm sau.